Mình tên là Lan, mình ra trường từ năm 2012 và tính đến giờ thì có kinh nghiệm 4 năm đi làm. Thì mình đã làm qua hai công ty đều là công ty Nhật. Như các bạn là có thể đã biết thì ở xã hội Nhật thì cái bằng TOEIC là được có giá trị rất là cao, và hầu như tất cả các công ty thì đều yêu cầu nhân viên phải chứng minh được cái khả năng tiếng Anh của mình thông qua bằng TOEIC. Về mặt xu thế thì trong cái xu hướng quốc tế hóa như thế này thì chắc chắn là một cái bằng tiếng Anh được quốc tế công nhận để chứng minh cái năng lực tiếng Anh của bạn sẽ ngày càng cần thiết. Thì đối với cái loại bằng chuẩn quốc tế mà dành cho những người đi làm tiếng Anh nghe nói đọc viết thì cho người đi làm mà được tin dụng nhất thì chắc chắn là TOEIC, và nó sẽ càng ngày càng có giá trị hơn nữa. Mình là Nguyễn Hồng Quân, hiện tại mình là kỹ sư nghiên cứu tại Viettel. Thì vừa rồi thì Viettel có thay đổi cơ chế và cố gắng trở thành một công ty, một tập đoàn lớn toàn cầu. Vì vậy nhu cầu tiếng Anh trong Viettel là rất là lớn. Thì để chính xác hơn ấy, thì đến tháng 6 năm nay thì yêu cầu tất cả các nhân viên ở Viettel thì đạt được đến 600 điểm TOEIC. Thì trước khi vào Viettel thì mình có một thời gian làm việc tại FPT. Trước khi vào thì họ cũng có thi đầu vào TOEIC và sau đấy thì họ cũng nói bằng tiếng Anh. Vì vậy tiếng Anh là một nhu cầu thiết yếu trước khi bạn có thể vào làm việc với FPT, Viettel hay là bất kỳ công ty nào khác. Mình là Vĩnh, mình là cựu sinh viên của trường Đại học Hải Việt Nam. Thì bây giờ mình đang làm việc trên hệ thống khoa công nghệ thông tin của mình thì nó yêu cầu chứng chỉ đầu ra là 400. Đó. Thì còn khi mà mình đạt được cái chứng chỉ đầu ra rồi thì đi xin việc thì khi mình đi tìm các công việc lương cao ấy, nó phải yêu cầu kinh nghiệm, và cái quan trọng hơn đó là cái chứng chỉ TOEIC nó rơi khoảng 600, 700 cộng trở lên. Nếu mà mình thiếu cái điều đó thì mình sẽ không xin được những việc như thế, nên là mình nghĩ nó rất là quan trọng. Mình tên là Hùng, mình hiện đang là sinh viên của trường Đại học Bách Khoa rồi. Trong thời gian mình học đại học thì đó chính là một cái điều kiện bắt buộc của từng năm của mình. Mình từng không thi qua TOEIC mà có thể thi lại rất nhiều lần, nên là nó cũng quan trọng. Còn trong công việc của mình, trong cái ngành chuyên ngành của mình ấy, thì là khi ra trường đòi hỏi một nguồn TOEIC rất cao. Mình đã từng tìm hiểu về ngành của mình khi ra trường thì các công ty ấy, thường đòi hỏi chứng chỉ TOEIC từ từ 700 đến 800 TOEIC, nên là muốn được có một công việc là lương cao thì mình TOEIC vô cùng quan trọng. Mình muốn là tầm khoảng 800 TOEIC để làm mình vào Viettel. Là sinh viên kinh tế quốc dân, năm nay tớ học năm thứ hai chuyên ngành kiểm toán. Học tiếng Anh thì cũng cần rất nhiều chứng chỉ ấy, nhưng mà chứng chỉ TOEIC thì mình thấy vẫn rất thông dụng mà ở trường mình vẫn sử dụng để dùng làm điều kiện để ra trường ấy. Cho nên là mình cũng rất mong muốn là sẽ thi được chứng chỉ TOEIC, trước tiên là chứng chỉ TOEIC trước, rồi hãng nghĩ các chứng chỉ sau. Mình nghĩ là nếu mà có TOEIC được từ 700 đến 800 thì cái khả năng nghe và đọc của mình cũng đã rất là ổn rồi. Cho nên là nó cũng như thế là cũng đã là đủ để mình có thể có một cái background tốt cho công việc của mình sau này. Cho nên là mình nghĩ là mình sẽ cố gắng là thi chứng chỉ TOEIC đầu tiên. Mình thì đang có kế hoạch là 3 tháng sau là sẽ thi TOEIC.